chào chị Lê Dương nha, chào chị Phương Mỹ nè, chào các chị đang xem live của shop và xin xin tối ngày hôm nay ha. Rồi đầu tiên em có cái váy này sale luôn 179.000 đồng, nó chỉ có size M với L thôi, tương đương sẽ là 55kg đổ về cho em. Chị yêu nào dưới 55 cân hoặc eo 74 đổ lại thì mình có thể đặt hàng cho em ở váy này, rất là xinh luôn. Và em này làm có hai màu lận ha, đây em có hoa vàng nữa nè, hai màu cho các chị lựa chọn luôn, hoa vàng với hoa đỏ. Cả hai đều lẻ size giống nhau là chỉ còn size bé thôi. Chị nào thích hoa vàng á thì chút nữa em sẽ mặc cho mình coi. Tạm thời bây giờ em trưng nó đây trước, tại vì hai cái mã nó khác nhau nha cả nhà. Hoa đỏ là 1359 nè, em có ghi cái mã dưới rồi đó, em mặc tới đâu sẽ có ghi cái mã số ở phía dưới cho các chị đặt hàng. Còn hoa vàng sẽ là 1358, khác mã số nha. Nhiều chị mà ghi sai một cái là nhận hàng là không có đúng cái màu mình thích đâu. Sale luôn 179k. Em chào chị Cẩm Trần, em chào chị Mai Tiền luôn ạ. 1359 cho mẫu hoa đỏ của em. Thiết kế giờ này là em may cắt khoét hình lục giác nè, rồi tay xếp ly phòng cho các chị mình ha. Sắm đây cái phần ngực áo rất là dễ thương luôn, full size. Còn hai size cưới, quên, mỗi lần mặc đầm cứ bảo full size cho các chị hoài. Còn hai size cuối cùng là M với L nha, 55 cân đổ về cho em là vừa. Chị yêu nào lấy cứ thông tin cho em ở bên dưới nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nè. Đây là vải lụa các chị yêu ơi, em mặc là chất lụa mango, mềm, nhẹ, mát, không có nhăn gì hết trơn á, mặc thoải mái lắm. Đó, em đang mặc đây là 179, giá cũ 300. Line này sale luôn 179.000 đồng. Chị yêu nào thích thì comment ở dưới cho em ha. Rồi, phía sau em có chân nè, khá là nhiều màu phía sau. Sơ mi có, đầm ôm có, đầm gì cũng có hết trơn á. Đó, con muốn coi cái màu nào đằng sau thì nhắn em sẽ thay mẫu cho mình coi. Trong thời gian chờ các chị suy nghĩ, em sẽ mặc tiếp những cái sản phẩm phía trong. Ở trong em còn nữa, tại không có đủ chỗ chân đó cả nhà, nên em chân ít ít vài cho nó đỡ rối ha. Mẫu của em 1359 nè, chị Phương Khánh lấy 1359 đồng em mang nè. Dạ sắm ở đây nè, sắm ngay cái phần ngực áo nè. Chị Tiếp Tiếp lấy 1359 và ok chị luôn. Chị Thu Thảo 52 cân hả chị? Được, chị đặt cho em size L. 55 cân đổ về cho em, chị nào dưới 55 cân bây giờ cứ đặt hàng cho em bên dưới. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. Đừng quên là chia sẻ like cho em 3 lần nha cả nhà. Em mặc đây là 1359 cả nhà nha. Mẫu đang mặc là 1359 ạ, sale còn 100. Sale còn 179.000 đồng các chị yêu nha. 179.000, chị yêu nào lấy thì comment ở phía dưới cho em ha. Tiếp theo bây giờ em sẽ qua mẫu khác nè. Lên tiếp một em váy nữa cho các chị yêu coi đây. Dên đầm. Giờ em có đầm lẻ size cũng có, đầm full size cũng có. Hoa nhỏ rồi, hoa to rồi. Bây giờ em lên cái đầm hoa nhỏ nhỏ đi ha. Đây, em có cái sơ mi hoa nhí này cũng rất là dễ thương nè. Chị Thảo Nguyên, chị 45 cân hả chị? Lấy size M đi chị ơi. 45 cân mình có thể đặt size M của nhà em. Nếu mà eo tầm 68 đổ lại thì size M là vừa đẹp chị yêu nha. Rồi, lên sơ mi hoa nhí cũng là mã mới của nhà em. Đợt này em có về mấy mã hoa, hoa nào cũng đẹp. Trơn có, hoa có, caro hay là chấm bi gì đó. Đó, các chị yêu đang kiếm cái mẫu đầm như thế nào thì cứ comment cho em đi. Em coi shop có mẫu nào hợp ý mình em lên luôn. Đây, mẫu này. Mẫu này của em, mã là 1471. Sơ mi hoa nhí mã 1471 các chị nha. Sơ mi hoa nhí mã là 1471, hôm nay em sale luôn 299.000 đồng cho em. Em sẽ ghi cái mã phía dưới. Bây giờ là cứ mặc tới đâu em sẽ có ghi cái mã. Rồi chị nào mới vô cứ thấy cái ghi mã dưới là biết cái đồng em đang mặc á. 1471 nha. Em coi coi còn mấy cái đây. Rồi còn 3 size. Em còn 3 size là size L, size XL và size 2X ạ. Shop còn 3 size cho các chị mình luôn. Sơ mi, dáng đầm xề dài tới bắp chân, lịch sự kín đáo ha, váy đẹp lắm. Ở ngoài các chị nhận hàng là vê liền. Cái vải này của em á, mình rờ vô, hoa văn nó nổi trên. Hoa văn nó nổi trên, nhìn sang cực kỳ luôn. Nhìn trên like thì thấy nó bình thường. Đến khi mà nhận hàng là các chị bất ngờ liền, vải đẹp. Không nghĩ là với cái giá 299k mà cái đầm nó chất lượng như vậy luôn. Khách em, chị nào cũng review là bất ngờ các chị. Nhận hàng là đẹp ngoài mong đợi luôn. Đó, khóa nằm sau lưng của em nè, được không? Váy xinh chưa? Sale luôn còn 299k nha. 299k nha cả nhà. Chị Nhung Lê. Chị Nhung Lê 61 cân. Dạ được, size 2X chị yêu ơi, có.
Có hai vừa luôn. Vũng Tàu ship không em? Có chị, ở đâu cũng ship hết. Em ship hàng toàn quốc luôn. Các chị cứ việc ở nhà xem live đặt hàng, khỏi cần đi đâu hết trơn á. Bây giờ mà có qua shop em, cái giá đợt này nó cũng cao hơn. Ghé shop em mua, váy này là 450 lận. Em đứng ở đây sale nè, ở nhà đặt có 299 à, rẻ hơn đi đến shop em luôn á. Mà khỏi cần đi đâu, vừa vừa an toàn vừa tiện lợi, cứ đặt hàng ở nhà, em ship đến tận cổng luôn. Cho kiểm tra hàng nha, mở ra coi đúng như em quảng cáo em mới lấy tiền. Đây là mã mới của nhà em, mới về thêm này, thuộc đợt nè. Trắng hoa tím nè, cái vàng này nè. Với cái em đang mặc là ba cái sơ mi mới về. Còn nữa, chúc em chưng tiếp nha. Em này là còn 3 size nha cả nhà, hoa nhí nhỏ nhỏ nè. Chân váy có chân váy vậy cả. Vậy cha kia sao không sớm? Không có chị Phải Mười ơi, hiện tại bên em là không có về đầm mà kiểu như dạ hồi các kiểu đúng không? Chưa, em chưa có về. Để em coi coi sắp tới nếu mà nhiều chị khách yêu cầu thì có gì em sẽ về cho các chị nha. Tổng giờ cũng có mấy chị hỏi đầm đi tiệc đi quỷ này kia. Rồi, em chào chị Ngọc Uyên hả? L78 là chị đặt cho em size XL nha. Sơ mi hoa nhí sale còn 299.000 cho em. 1471 cộng số điện thoại sale còn 299. 65 cân đổ về cho em là vừa nha. Chiếc này là von, đầm von hoa dập nổi cho mình nè. Bên trong có kèm lót, cái cổ viền khác màu nhìn nó nổi bật ha. Có túi chị, hai bên hai túi luôn. Hai bên hai túi tiện lợi, trong em có kèm lót cho mình rồi. Đó, mặc lên là kín đáo lịch sự ngay. 299k. 1471 cho chị Ngọc Phương nè. Rồi chị An Phan Nguyễn à, 82 eo à, đéo 82 hả chị? Được, chờ tưởng 82 cân thì cái này không được. Chị eo 82 thì vô tư lấy 2x cho em là đẹp nha. Chốt cho em 2x. 1471 cộng số điện thoại. Chị Cẩm Trần, chị đang chờ nhận hàng hả chị? Chị đặt lâu chưa? Nếu mà thành phố thì nếu mà các chị đặt hàng thành phố nha, nay đặt là mai có, thường là như vậy. Đa số là các chị thành phố là nay đặt chiều có hoặc là tầm mai là có. Còn nếu mà dưới tỉnh á, hai ngày cũng có, ba ngày tối đa là 5 ngày thôi, nhưng mà thường trong khoảng 2 đến 3 ngày các chị sẽ nhận được hàng nha. Lâu lắm là cũng 5 ngày chứ không có hơn đâu, các chị cứ yên tâm. Qua mới đặt thì chuẩn bị nè, mai nhận hàng á. Rồi bây giờ qua mẫu nè, lên một em váy đang giảm giá cho các chị nữa nha. Cái này 299 đúng không, em lên đằng sale nữa. Tại không phải cái nào cũng 200 mấy đâu, trăm mấy rất là nhiều, nhiều đằng sale trăm mấy lắm. Đây em có cái váy này cho các chị mình, dưới 55 cân vừa, đầm nhung mà chỉ có 179.000 thôi hà. Váy suông đúng không chị? Đây nè, em chuẩn bị lên cái đầm suông nè. Rồi đợi em xíu nha. Em sẽ mặc cái váy suông này cho mình. Đầm suông này là suông nhung và may dán suông chữ A, cổ vuông, tông màu đỏ rượu nha. Rồi, em này sale 179 còn size à. Em còn có size thôi, nhưng mà được cái là nó co giãn đó chị. Nó có co giãn, thành ra là dưới 55 cân mặc được luôn. Đó, còn 6 cái cuối. Còn 6 cái cuối cùng em để giá 179 nha. Chị nào mua like tới nay là chốt được cái giá 179.000 đồng ha. Cho em đầm nhung luôn. Mà nhung nhà em nhung lạnh cái chị, không có nóng, mặc mát rượi ha. 1406 cộng số điện thoại cho em. Hàng siêu, hàng phải đó là hàng sale mà giá phải đó giá thấp cực kỳ luôn á. Hơn cả sale nữa các chị. Giá này coi như là xả lỗ kho luôn á, có 179 cái đầm nhung thôi. Chị Thảo Thảo 53 cân được, dưới 55. Tuy là em chỉ còn size M nhưng mà cái váy này của em nó co giãn các chị ơi, cái váy này nó có co giãn, thành ra là 55 cân đổ lại vẫn được cho em. Thì em kéo cho mình coi, em test thử cái độ co giãn nha. Đây là em đang mặc size M nè. Đó, kéo ra dư cả khúc luôn. Chị nào 52 cân được, 55 cân cũng được, đâu có ôm bó gì đâu. Thoải mái cho mình. Hôm nay shop sale còn 179. 179.000 đồng cho em thôi. Chia sẻ có đơn ha cả nhà. Phía trước em có phối hàng cúc trang trí nè. Này là trang trí thôi, cho đẹp thôi. Chưa tháo thì không có tháo được. Em may đính liền rồi. Đó, cổ vuông, tay lỡ, dán đầm suông chữ A có khóa đằng sau lưng. Sale luôn còn 179.000. Chị Thu Hương, chốt cho chị 1406 em mặc nha, shop đỏ rượu. Dạ ok chị, chính xác luôn. 1406 là màu đỏ rượu.
Shop sale còn 179.000 đồng áp dụng cho chị nào mua trên like với điều kiện là chia sẻ like cho em 3 lần ha. Giờ em mặc đây là nhung chị nha, nó có dập caro ở phía trên đầu nè. Đó, cổ thì cổ vuông ha, có dập caro cho mình. Eo sẽ không có đường chít ngang nha, em sẽ may là suông trơn chữ A phía dưới nè. Đó, mặt thì kéo khóa đằng sau lên cho em thôi, 179.000. 179.000 đồng, em còn size M. 55 cân đổ về cho em. Em chào chị Thùy, chị Thùy Mai nha. Rồi, em lên cho các chị tiếp tục một em váy khác nữa nè. Bây giờ em sẽ qua một em đầm sơ mi nha. Sơ mi có cái này là S-size nhưng mà nó dễ thương lắm. Đây cái váy này nè, nó là S-size nhưng mà nó rất là xinh, có phối hoa màu cam cam. Rồi, lên một em đầm sơ mi tầm ý. Nó còn có 2 size à. Nó còn có 2 size cho các chị mình thôi. 1406 nha, em mặc là 06. Chị Thảo Thảo, chị 80 cân vừa đầm nhung này không? Dạ hết chị. Giờ em hết đầm nhung này 80 cân rồi, em chỉ có size em chỉ có size M thôi chị ơi, 55 cân đổ về cho em thôi ha, dưới 55 cân thôi. Tiếp tục bây giờ em sẽ qua mẫu khác nha. Đây, lên cho các chị yêu xem một em váy sơ mi tầm ý 06 cho chị Kim Hương. Rồi, đây em lên một em sơ mi nữa nha. Sơ mi tầm ý, em này vải mát luôn, vải mát rồi. Cái nền của nó sẽ là màu xanh rêu đậm nha cả nhà, hay còn gọi là xanh long công đó. Nói chung là xanh rêu đi nó dễ, rồi nhiều kia nói xanh long công, nhiều chị không biết xanh gì. Rồi, em sale luôn với giá tiền là 229 thôi. Nếu mà cái chị khách quen thì không có lại gì cái sơ mi này rồi đúng không? Em bán hổng giờ nhiều 300. Hổng giờ bán 300. Ngày hôm nay shop để giá cho các chị yêu luôn 229.000. 229.000 đồng nha cả nhà, sale luôn còn 229. Em đọc luôn cái số size nha. Em còn 2 cái size XL, XL còn đúng 2 cái. Size 2X em còn 17 cái nha. Đó, tổng cộng là chưa được 20 mới có 19 cái thôi hả. Là hết luôn á, đào tới đó là hết luôn chứ không có về thêm nữa nha. Rồi, 1453 cộng số điện thoại sơ mi tầm ý. Sale với giá tiền là 229.000 đồng cho em. 1453 229.000 đồng, size M, size L, XL và 2X luôn. Khóa kéo đằng sau lưng của em ha, dáng đầm xè cho mình nè. Đây cổ sơ mi, chị nào thích mặc những cái kiểu kín đáo lịch sự cứ chốt này cho em. Sơ mi dáng dài đẹp mê hồn luôn. Để lại thông tin ở dưới cho em, có gì bạn em tư vấn. 2XL là tầm 65 cân đổ về chị Thạc Trị sen trắng rồi. Nếu mà size 2X đối với những cái đầm size bình thường, size chuẩn nghe mặt đây thì tầm là eo 84, số đo eo 84 ha, số ký thì tầm 65. Nhưng mà có những cái đầm nó co giãn tốt, co giãn cao luôn á thì có thể lên được tới 70 cân, 75 cân tùy chất liệu. Cho nên là mỗi một cái sản phẩm nó tư vấn khác nhau nữa cơ. Đầm của em đây nè thì 299, à 229. Size 2X eo 84 đó, con này trước ha. Cái em đang mặc eo 84 là vừa. Còn nếu mà chị nào size to hơn thì chút em lên mẫu khác nha. Chị Louis Ngọc mã số là 1453 em mang rồi, ok chị luôn. 229.000 chị Vân Anh ơi, giá áp dụng trên line không áp dụng bên ngoài. Khóa đằng sau dán đầm dài tới bắp chân của em. Đây nè, em mặc sam giao vậy cho mình. Đó, tầm ý nha, còn hai size cuối cùng thôi á. Chốt đơn luôn là 229.000, chị yêu nào lấy thì cứ chốt đơn bên dưới cho em. Rồi đổi cái này xuống đi. Đây. Thêm một cái tầm ý nữa. Cái này cũng tầm ý cho các chị luôn, cùng chất dèm nhưng mà khác có hoa văn. Chúc em mặc luôn ha. Rồi 55 cân đổ về, quên 65 cân đổ về cho em. Từ 55 tới 65 cân mặc được nha. Đây là mã số 1453. Rồi tiếp theo em sẽ qua một em váy khác cho các chị yêu coi nữa nha. Em sẽ lên ở cái ren đỏ còn không ta? Để em coi coi. Em có cái ren đỏ xinh lắm mà em sợ nó hết hàng rồi. Sáng cũng có mấy chị khách hỏi. Ui còn hai cái cuối, chắc em cần quá à. Nè, cái ren đỏ này dễ thương lắm các chị ơi, còn có hai cái cuối cùng size L, ren hoa nổi luôn. Hoa văn này là theo nổi phía trên nè, có đục lỗ nè, ren khoét lỗ cho mình nè. Nhưng mà ở trong á thì em có may lót nên không có bị mỏng ha, không có lo lộ hàng nè. Có lót ở trong cho các chị mình đây. Đó, lót từ ngang ngực trở xuống tới gối là không có lo mỏng nha. Đây là ren khoét lỗ tròn bên nhà em mới vừa về mà chỉ còn có hai cái cuối. Hai em mặc màu khác đi. Em có màu vàng đồng nè, có màu vàng đồng nè, có màu da nè,
Đây có màu da nè, hai cái màu vàng đồng với da thì còn, còn màu đỏ còn có hai cái thôi. Màu đỏ chỉ còn hai cái cuối cùng thôi các chị yêu ơi, chị nào size L không? Ai size L chốt liền cho em, chỉ còn hai cái cuối cùng 55 cân đổ về nha. Ren đỏ dưới 55 cân khóa đằng sau lưng. Có đến đá rồi nè. Nha, xa xa là có những viên đá lấp lánh cho các chị mình nè, rất là đẹp luôn. Hoa văn nổi phía trên nha, nhìn cái ren thôi là các chị biết hàng xịn rồi. Chân váy và cái tay áo anh sẽ may hình dẫn sóng như thế này cho các chị luôn. 199.000 còn hai cái size L. Nó còn ít quá nên sẽ để nó ở đây đi ha. Em sợ mặc lên không có hàng bán cho các chị mình. Chị nào size L thì chốt nha, em còn hai cái cuối. Mẫu 70kg hả chị? Mẫu 70kg chưa có về thêm nha. 70kg hiện tại thì em còn cái đầm mà lai dông á, với cái đầm ngọc trai eo á, không biết chị có chưa nè. Sợ là chị mua rồi, tại hai em này thì em cũng đã bán hổm giờ rồi. Đây, em này là ngọc trai eo, có kim tuyến full đầm. Mẫu này là không chỉ 70 đâu các chị, mà 80 cân được luôn. 80 cân mà cũng được, cái em váy này luôn nè, siêu phẩm nhà em đó. Em móc nó ở đây nha, rồi treo cho nó một vị trí ở dưới đó đi. Rồi với cái đầm này em còn một cái nữa. Đây, em này 75 cân này chị Thoa, chị Kim Hoa, chị coi thử giúp em đi. Cái em này chị có chưa? Em này có 150 à. Em Hoa này nè, 150, 75kg độ về rất là đẹp. 150 ngàn nha. Còn cái ngọc trai kia là 300, là cái nào cũng đã giảm rồi á. So với giá bán tại shop là em đã giảm rẻ hết trơn rồi. Thôi bây giờ em qua mẫu đi ha. Em sẽ lên cho các chị xem thêm một em váy nữa. Còn không thì đây có cái đầm nhung này cũng co giãn nè. Em có cái mẫu nhung này, cái chị mặc đi tiệc cũng rất là sang. Nó đen trơn thôi, nhưng mà mặc lên vẫn nổi bật lắm nha. Đây, lên cho các chị xem một em váy nhung đi. Đi chơi được, đi tiệc cũng được luôn, sang xịn mịn. Em chào chị Dương Hằng, chị Hồng Cúc, đầm bên shop phải đẹp, chị rất thích em, cảm ơn chị yêu ạ. Đây, đầm này là đầm xòe, đầm nhung dáng xòe nha. Cổ vuông ha các chị, nhung xòe cổ vuông khóa phía sau lưng ha, co giãn tốt cho các chị mình luôn á, cũng tăng 3kg 5kg được luôn, nhưng mà cũng tùy vào eo với chiều cao nữa. Thành ra cái mẫu này của em có thể lên được 70 cân, tầm 6-7 cân đó thì ok. 70 cân là đo thêm cho em là cái số đo 3 vòng với lại cái chiều cao nha. Rồi, hôm nay em sale mẫu đầm này với mức giá chỉ có là 200 với mức giá chỉ có là 299k nha cả nhà, 299k. Chị nào lấy cứ đặt sớm để em trừ hàng vừa xa giảm giá cho các chị mình ha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nha cả nhà. Rồi, đầm em mặc 1437 các chị yêu nha. 1437 cộng số điện thoại, sale luôn còn 299.000 đồng. Lên đèn là nó ống lên liền các chị ơi. Ở ngoài nhận hàng á, nó đẹp hơn ở trên line. Cái chỗ ống ống này nè, nhìn ngoài rõ hơn. Trên line em không biết sao, do điện thoại em hay sao á, nhìn nó không có được nổi mấy cái đầm nhung này đâu. Bên ngoài các chị nhận hàng, trời ơi, mê luôn. Vải ha, vải mịn mát cho các chị, nhung không có nóng. Nhung nhà em là nhung lạnh, rất là mát lạnh luôn. Rồi, co giãn nữa nha, đi tiệc, đi chơi gì cũng đẹp. 1437, 299. Mặc em nói mặc cái đầm cái nó sang hơn gì đâu luôn á. Mặc cái đầm này vô nó sang cực kỳ luôn các chị ơi. Giá tiền bao nhiêu ạ? 299.000 đồng thôi. Đi đâu mặc cũng sang chảnh nè, mang thêm đôi quốc phôn. Em nói đi tiệc mặc vậy là quá ok rồi. Còn không tính nổi hơn, phối kèm cài áo vô, thắt lưng vô. Còn em thấy mặt trơn vậy thôi là đã quá ok. Sale còn 299.000 đó chị Phạm Hương. Giá này là rẻ đó. Hàng thiêu trung niên, thị trường các chị mua 500-700 không hàng. Chị Cẩm Trơn mỗi nào cũng đẹp. Em cảm ơn chị yêu nha. Rồi, cái váy này của em nha, nếu như chị nào mà cao cao tầm 1m6 lên xíu thì 70 cân mình vẫn có thể mặc được luôn. Nè, coi giãn cho các chị đây. Kèm túi hai bên nè, 1437, cổ vuông, dáng xòe, chích nhung nha. Nghe nhung là hãy sang. Thường các chị mà nghe tới nhung là sẽ nghĩ 500-700, nhưng mà em bán có 299.000 trong bài like này. Tắt like em để giá cũ 350, còn trên like em lấy 299.000 đồng. 1437 chị Ngọc Linh có nè. Dạ, có một màu hả?
Màu đen thôi. Em mặc chỉ có đúng một màu đen thôi. Tại đen nó dễ mang, nó gọn gàng cho các chị mình nữa, sang nữa, không có kén ai hết, không kén da, không kén tuổi. Nên là em hay về màu đen. Đó, 299.000 đồng nha. Sang xịn bệnh luôn. Rồi, muốn coi mẫu nào chị? Phía sau em trưng qua hết về mẫu luôn. Chị có muốn coi màu nào không? Comment cái màu cho em hoặc cái hoa cho em để em giới thiệu nha. Chưa giờ chị chỉ nói là mẫu phía sau em thì em không biết là mẫu nào. Rồi em mặc là 299K cả nhà ơi. 1437 cộng số điện thoại. 1437 cộng số điện thoại cho em. Chị Tiên Tiên lấy 1437. À cái sọc, sọc nâu đúng không? Em nói là của vest. Đây, cái sọc nâu này là dán đầm suông, cổ vest và có tặng kèm dây da, dây thắt eo. Ok, chị đợi em chút nha. Rồi sau cái nhung này em mặc liền 30 giây nữa. 30 giây nữa em qua mẫu. Nếu mà cái chị đặt trong lúc em đứng ở đây nè thì mình chốt giá sale. Tại cái giá em đang báo nè, 299 nè. Còn khi mà em tắt like rồi cái chị mới lên đơn, có thể nó hơn 50, 100 tùy mẫu. Nói chung là cứ tắt like là giá nó cao hơn bây giờ. Thành ra chị nào muốn mua sale chỉ có thể đặt trong like thôi. Mình đợi em tắt like mới đặt là nó cao hơn, em không có chịu trách nhiệm đâu đó nha. Lúc đó lại hỏi em, ủa mới nghe mẫu like như đó tiền mà sao đặt lại cao hơn, mà em không có biết đường trả lời đâu đó. Rồi bây giờ em qua cho mình coi cái vest sọc eo 90 hả chị, cái đầm nhung á hả? Có thể được á chị Tuyết Nguyễn, nó co giãn tốt nha, nó co giãn tốt cho mình. Eo 90 chị mặc vô là nó ôm vừa khít luôn ha, ôm vừa y luôn, size 2X nha chị. Rồi đầm này của em thì không co giãn nha, em này là cô tông lạnh. Cái mã này của em là chất cô tông lạnh nha cả nhà ơi. Nó xoăn xuông và nó hết size M rồi, hiện tại em mặc size L. Nên các chị nhìn nó hơi rộng chút xíu, cũng không sao, em thắt cái sợi dây này vô là nó vừa. Đó, thắt cái sợi dây này vô là nó vừa, không cần đi bóp eo gì luôn ha. Hôm nay em sale luôn mẫu váy này nha, 249.000. Rồi vét luôn, cả một em váy vét form suông đẹp dày mà 250 nè. Dạ tại shop em bán 450. Cái nhung này tại shop em bán á là 490 nè. Cái đầm nhung này nha sang xịn bệnh tại shop 490. Mấy bữa em like là 350 á là thấy rẻ rồi. Mà hôm nay có 299.000 thôi. Giá này là giá sale quá trời rẻ luôn, sale rẻ hơn so với những like khác và rẻ hơn nhiều so với tại shop bán luôn. Ha, chị nào mua trên like này là rẻ nhất rồi nè. Rồi còn váy em mang cũng vậy, like khác cũng 350 đó, like này 250 chốt luôn. Like này 249.000, các chị đã có ngay một em đầm vest sang như thế này. 1408 ạ, à, dáng đầm suông chữ A. Có cho các chị mình là ba size cuối nha, size em còn cho các chị mình là ba size cuối là size L, size XL và size 2X các chị yêu nha. Còn ba size cuối cùng chị nào ưng thì comment cho em luôn. Em sale còn 249 nè, chị nào lấy mã này để lại thông tin bên dưới cho em. Thứ nhất là mã số, thứ hai là số điện thoại cho em là được nha. 1408 nha cả nhà. Em mới mặc qua là chị Phạm Xuân vừa thay ra tức thì luôn. Chị mới vô hả? Trời ơi, mới vô có mấy giây là em vừa thay cái đồng đó ra luôn á. Em mặc cái này nè, thấy kia ra là mặc cái này vô luôn. À, chị đợi em thêm tầm khoảng qua thêm mấy mẫu nữa đi, tầm 10 phút nha. Tầm 10 phút là cỡ tầm có 3-4 mẫu gì thôi. Là em đã qua xong là em sẽ mặc lại cái đó cho mình coi nha. Mới mặc qua chưa mặc lại được liền. Thêm mấy phút nữa cho em ha. Đây em này 249 nè. 1408 249.000 đồng, dài qua gối của em. Sale luôn còn 249k. Đẹp mê hồn. Sọc dọc, sọc dọc mặt nhìn nó gọn, nó không có bị tròn người á cả nhà, nhìn nó thon gọn dáng cho các chị mình hơn. Có một cái túi đằng trước nữa nè, đó 249. Chị thuộc đoàn lấy mã 1408 đồng của em ha. Dây này dây rồi chị, dây rồi, thắt trước sau gì cũng được luôn. Dạ chị mới vô, nhưng mà em mới mặc qua chị nên là chị đợi em xíu. Em cầm mình coi thử đâu không? Đây nè, em cầm chị coi đỡ nha. Còn nếu mà chị muốn coi em mặc luôn á thì đợi em vài phút nữa ha. Đây là đầm nhung em mới qua. Đẹp, đảm bảo luôn, nhận hàng cái chị mê liền. Sang hơn ở trong live nhiều luôn. Tất cả các mẫu đầm em mặc này đến lúc nhận hàng là mê hơn nữa. Đầm của em sale còn 249.000. 249.000 đồng các chị ơi, chia sẻ like cho em 3 lần có đơn nha. Còn size L, size XL và size 2X. Nè em thả cái dây eo các chị coi, nó ra phong suông nè, thả dây eo ra phong suông. Khóa nằm sau, đang về rồi ha. Sale còn 249.000 đồng. Nhung đen 60kg, có chị Phạm Xuân, full size luôn.
Cái nhung đen nó tới 65, thậm chí là 70 cân mặc cũng được luôn á. Chị nào tầm mét 6 lên xíu nha, 70 cân vẫn có thể mặc vừa, co giãn tốt luôn. Rồi, ưng mẫu đó thì em có size. Trước tiên là nó có size rồi đó. Chị đợi em chút em mặc cho chị coi lại ha. Bây giờ em sẽ lên mấy mẫu phía sau đã. Mấy đầm em chưa có mặc nè. Đó, có muốn coi mẫu nào phía sau thì nhắn em nha. Trong thời gian suy nghĩ em sẽ mặc tiếp một em váy đang giảm giá cho mình. Đây. Ủa cái đẹp chưa? Ủa 149.000. Lên cho các chị coi cái váy này nè, 149.000 đồng luôn nè cả nhà. Đầm này là vải chiffon, dáng xòe nha, có kèm mà túi hai bên. Cái mã này em bán không biết bao nhiêu cái mà nói luôn rồi. Bây giờ em chỉ còn có đúng một size thôi, chỉ còn size L thôi. Khoảng là 55 cân đổ về cho em ha, size L nha. Size L em tầm 74 là đẹp đó các chị. Em dưới 74 cho em là ok. 1451 cho em. Dán đầm xòe ha, đầm xòe cho các chị đây, mã 1451. Sale còn 139.000 đồng luôn. Trời ơi, giá thấp cực kỳ luôn á. Chưa thấy ai bán đồ trung niên mà giá rẻ như nhà em luôn. 139 là hàng mới nha, chứ không phải là hàng mà hàng 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 gọi là hàng lỗi hay là hàng si, hàng mặc rồi không có nha các chị, hàng mới nguyên vẹn luôn. Em giao cho mình là hàng mới hết luôn, chỉ có cái là nó lẻ size nè, nó qua đợt thôi chứ không phải là hàng bị lỗi bị gì đâu, hàng mới toàn vẹn cho các chị mình. Lỡ nha, lỡ như mà các chị có nhận phải cái váy bị lỗi bên nhà em, lỗi đường chỉ, lỗi khóa kéo, cái bất cứ là cái lỗi gì em sẽ đổi cho mình cái mới đó, không có gì phải lo cả, mua bên em không có gì phải lo hết. Đây xe 149.000 đồng, 1451 cho em, còn size L 1451 nha, em còn size L rồi, sale luôn 139.000 thôi. Em chào chị Quốc Thịnh nè, chào các chị đang xem live của shop tối ngày hôm nay nha. Rồi mẫu đang mang đây là mã số 1451 cả nhà ơi. 1451 cộng số điện thoại cho em, shop giảm giá còn 200, à quên còn 139. 139.000 đồng các chị ơi, 139.000 đồng. Em còn cho các chị mình đây là một size cuối thôi, chỉ còn có size L thôi hả. Cái dây đầm này dễ thương lắm, cái màu lên rất là trắng da. Đính cho các chị thêm là mấy viên đá lấp lánh phía trước nè. Đó, khóa sẽ nằm sau nha. Dán đầm xòe. Đây, giống em mặc chưa? Y chang luôn ha. Y chang em mặc luôn, cái chị cũng khác gì luôn. Còn mỗi size L thôi á, size L là em cộng 74 cho em. Eo 74 đổ về cho em là ổn nha, đặt luôn. Nếu mà chị nào vừa thì đặt luôn, chứ nó quá đẹp. Giá hôm nay thì không thể nào rẻ hơn được luôn. Bình thường em bán mẫu này cũng phải 300, mà hôm nay các chị thấy đó, có 139.000. Trời ơi, tin được chưa, 139 trong like. Tắt like là em không có nhận đơn nha, em chỉ sale trong like thôi, 139.000 đồng. Mã hàng cộng số điện thoại cho em là ok nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. 1451 chốt đơn luôn với giá tiền chỉ có là 139k nha. Đợi em xíu. K cho em nha, chất liệu là vải chiffon mà chị Kim Hương lấy 1451 của em hả? Cho em số điện thoại đi để bên em gọi chốt đơn nè. Đầm này của em là chất chiffon nha chị Mai Phạm, vải mát lắm. Vải nó giống giống như là von lụa vậy đó, mát nhẹ, không có nhăn luôn mà nói chung mặc êm. Nè, xè cái chị coi, đó nó nhẹ nhàng như vậy nè. Ở trong thì lại có lót, không có lo bị mỏng ha. Khóa cũng nằm phía sau lưng nha cả nhà, sale còn 139.000 đồng. Em cao 1m60 thì em mặc là nó vừa chạm bắp chân của em luôn. Rồi chị Phương Linh lấy 1451 và chỉ còn size L thôi, không có size lớn hơn, chị em bán hết rồi. Em chào chị Hương Ân nè. Rồi còn chị nào mới mua nữa không ta? Có chị nào mình đang thấy hài của em mà kiểu như không có comment gì hết trơn á, nhiều khi mình không có tương tác, đến lúc mình đặt hàng nó bị ẩn á, cái chị không thấy cái đơn hàng luôn, cho nên là cái chị đang xem á, lâu lâu mình tương tác cho em, mình để cái hình icon gì đó vô ha, hoặc là một cái dấu chấm, dấu phẩy, dấu sao, dấu gì cũng được, miễn là tương tác với em thôi. Rồi chờ chị Linh Mỹ à, em có cái đầm này sale 59.000 cho các chị luôn, cái váy này dễ thương lắm.
59.000 đồng. Có cái là nó bị lẽ sai và form nó hơi nhỏ, thì tầm 40-45 cân nha. Cái em này nè, màu dễ thương, vải mát, vải lụa đàng hoàng, vải mát, vải xịn bên em, đính cúc ngọc trai. Xin như vậy mà có 59.000 đồng thôi. Duy nhất là chị nào phải dưới tầm 40-45 cân thì mới được, trên nữa là không vừa. Em lẽ mặc chật á, em mặc này là không vừa luôn á. Chị Sâm ơi, em mặc có màu xanh này thôi. Xanh này là xanh coban, chỉ có một màu. Rồi, em chào chị Dương Nguyễn nha. Còn cái mẫu mà em đang cầm á, cái mẫu 59.000 này nè, nó cũng chỉ có một màu thôi và nó chỉ còn đúng một size M. Nhưng mà M này hơi nhỏ, nó tương đương với size S đó các chị, 40-45 cân á, form nhỏ lắm. Vòng 1-80, vòng 2 cỡ 65-66 thôi. Bởi vì em mặc là đâu vừa đâu, mặc chật luôn. Em tới 67 lận. Em mặc này là chật luôn á, form nhỏ xíu à. Chị nào mini lấy thêm cái này gộp đơn nè, 59.000. Hôm nay gộp đơn 600.000, bên em sẽ miễn ship vận chuyển về đến tận nhà cho các chị luôn ha. 1364 size M gửi chị Hồng Ân ha, làm quà hả chị Hồng Ân, ok luôn. Rồi sale luôn còn 59.000, chị Kim Mỹ có nè. Đây 1364, em vừa đọc mà chị khách em nhớ mã luôn, ghê không. 1364, cái mã 59.000 á, chị nào mà vừa thì nên mua. Hoặc nếu mình không vừa đi, nhưng mà bạn mình vừa, mình mua tặng các chị, cái đầm có 59.000, bằng có một tô phở rồi đúng không? Rẻ quá trời, 59.000 đồng, có ngàn cái đầm đẹp mặt rồi, váy lụa đàng hoàng, có cái form nhỏ thôi, ngoài ra không có gì gì hết nha. Hàng đẹp, chất lượng cho cái chị mình luôn. Rồi, còn mẫu của em thì 139, còn size L, dưới 55 cân ha. Bây giờ em sẽ qua mẫu cái chị yêu nha. Chị Hoài Trang 45kg, dạ lấy size M cho em ạ. 45kg mặc size L cho em là ok. Rồi tiếp tục bây giờ em sẽ qua cho các chị xem thêm một em váy nữa. Em có cái váy nhung này cũng dễ thương lắm, nhung hoa nha. Hồi nãy có mặc một cái nhung đen, bây giờ em sẽ mặc là nhung hoa. Dạ ok chị Hồng Ân, em thấy chị Hồng Ân mua đó là biết mua làm quà tặng rồi, đúng không? 59.000 mà hả, con nó nhỏ, chị Hồng Ân đấu mặc size đó đúng không? Con nó nhỏ quá, size S đó, nên là tương đương với size S đó. Chị Nguyễn Thư 53kg hả chị? Không dùa, cái váy 59.000 đó đó. Em đây lại mặc chật luôn rồi, em 50kg mặc chật luôn rồi, thì chắc chắn không thể nào mà chị có thể mặc được luôn á. Form nhỏ xíu em còn không mặc được mà, nó nhỏ lắm, nó cỡ size S thôi. Rồi lấy cái này cho em đi ha, em còn nhiều đầm đẹp lắm. Rồi em chúc em lên tiếp. Cái mã này của em nè, 1399 kèm số điện thoại. Hôm đó chốt mà không gửi. Ủa vậy hả chị Hồng Ân? Chắc các bạn tưởng chị chốt lộn quá à. Chắc các bạn tưởng chị chốt lộn, tại thấy mặt không vừa nên chắc không chốt, tưởng chị chốt lộn hay sao á. Để em hỏi lại coi, không ấy vậy, hôm nay lên đơn mới lại cho chị nha. Để ra lên đơn mới đi, hôm mở mà chưa chốt thì nay lên đơn mới ha. Cái đó còn mà, mẫu đó còn, size M, mấy chục cái luôn á. Xe có 59.000, xe cho hết luôn. Chứ giờ size đó cũng hơi kén cả nhà, nhỏ quá. Đây, cái váy không bù cho cái váy này, size M các chị coi, size M nè. Size M mà 55 cân mặt vẫn còn đường nữa nè, hàng nhung co giãn. Đó, bù qua sức lại, em có mẫu này co giãn tốt. Size M 55 cân cũng được, size L là tới 60 cân, XL tới 65, còn 3 size. Còn 3 size cho mẫu đầm nhung của em, sale luôn 199.000 đồng. Đây là 1399 cả nhà nha, sale luôn 199k cho các chị yêu đây. Rồi sale luôn 199k nha. 1364 chị một cái giữ chị gộp đơn. Ơ chị cẩm, ok chị cẩm trơn nha. Rồi còn đồng em mang đây là 1399 nha cả nhà ơi, 1399. Sao còn 199.000 đồng, 65 cân đổ về cho em là được nha. Em chào chị Thanh Ngọc và chị Tiên Nguyễn ơi, đồng này nó có co giãn chị ơi. Cái cổ này cổ tròn ha, nó cổ tròn dễ mang. Nó có co giãn cho các chị mình nè, siêu thoải mái luôn. Khóa cũng nằm đằng sau lưng, váy thì nó cũng dài à, qua gối rồi, không có ngắn ha. Cỡ này ok, dễ mang. Cỡ này thì 1m4, 1m5 hay là 1m6, 65 gì cái gì mà cũng được. Nó không có bị là ngắn quá hay là dài quá, rất là dễ mang. Dạ em mặc là 1399 chị ơi, chị Dung Hồng có nè. Rồi
Rồi chị Trinh Vũ lấy đầm của em size 2X ok chị luôn nha. Đặt sớm em chừa hàng chừa size cho các chị nha. Mã hàng cộng số điện thoại cho em là ok nè. Mẫu đang mặc đây là 1399 nha, sale còn 139.000 đồng. Ăn Tết xong, chị nào ăn Tết xong là cũng bị tròn hơn xíu trơn á. Em cũng vậy mà, bữa lúc mới Tết vô là em cũng phải tròn hơn xíu, mặc là thấy hơi chật chật là thấy biết rồi. Ngày thường em mặc size M cho các chị coi không à, nhưng mà có những mẫu mặc thấy hơi chật chật là thấy biết rồi đó. Không sao, giảm cân lại, giờ mặc size M vẫn vừa cho các chị coi nha. Mà em có hơi tròn lên chút cũng không sao, shop có 4 size lận mà ha. Shop em có 4 size lận, này không vừa thì em lấy size khác em bận thôi. Rồi chị Tuyết Nhung em chào chị yêu ạ. Đầm này full size tới 65 cân nha cả nhà. Đầm Nhung có co giãn và vải mát lạnh cho các chị luôn. Size từ 40 cho tới 65 cân. Nhung đen hả chị Thương Nguyễn, váy nhung đen. Ờ bây giờ mặc lại cái nhung đen đi ha. Em thấy là có mấy chị khác hỏi cái nhung đen á. Nhưng mà tại nãy em mới ra tức thì, em mới thay nó ra nên không có mặc lại được. Giờ thì mặc lại được nè. Em qua được khoảng mấy mẫu rồi phải không? Rồi đây, chị nào nãy giờ đang chờ xem cái nhung đen thì hiện tại em sẽ mặc cho mình coi luôn. Cho em 3 giây nha, em thay cái nhung đen cho mình coi. Còn size chị, nhung đen còn size, thậm chí là có thể lên được 67 hoặc là 70 cân luôn mà, co giãn tốt. Đây, hồi nãy chị nào vô mà em mới thay cái nhung đen đâu, bây giờ coi thử giúp em nha. Đẹp, sang, xịn, mịn, không gì để chê. Váy này không chê được chỗ nào luôn á, thì tìm cái điểm chê cũng không ra luôn. Nó đẹp từ chất tới form ha, sang xịn mịn luôn nè. Chị Quốc Thịnh đang tặng bông cho em kìa. Em chào chị Thư Thủy luôn. Rồi đầm này của em giảm giá trên like là 299. Đúng là like này em phải bán 350 á. Nhưng mà thôi, tối nay em lấy 299 thôi. 299.000 cho các chị yêu thôi. Size từ 40 cho tới là 65, thậm chí là co giãn nè. 67 hoặc là 70 cân gì đó các chị cứ đặt hàng cho em nha. Có kèm túi hai bên, độ dài là cũng tới bắp chân rồi. 299.000 chị Thương Nguyễn ơi, còn full size. Hên quá còn full size cả nhà ơi. 1437 nè, 299. Quan trọng là cái số size nè. Đây là cái chị mình ưng là phải chốt đơn liền nha. À, chị ngại mã nhung đen hở cổ sau. Hở à chị thấy cái đầm này nó hơi hở phía sau hả? Phía sau lưng phải không? Này em thấy nó cũng bình thường á, nhưng mà có nhiều chị chưa có quen á. Tại mấy cái mẫu kia em may là toàn kín tới trên này đúng không? Những cái mẫu khác mà em may cổ tròn này kia là em may kéo cao trên này, nên là các chị thấy nó quen rồi. Hôm nay em về cái váy này cổ vuông, cho nên là phía sau nó cũng sẽ hơi kiểu cọ một chút xíu. Không có hở lắm đâu chị, nhìn nó lạ lạ vậy thôi, chứ em mặc vô em thấy nó cũng bình thường, không có bị hở quá ha. Ok nè. Rồi em chào chị Kim Suri nha. Đầm này của em mã là 1437 sale còn 299.000. Giá này em đố cái chị kiếm được ở đâu rẻ hơn thiệt luôn. Đầm như vài vải nhung xe rộng, biết bao nhiêu tiền vải rồi. Đây cả công cả vải luôn á, thành phẩm luôn, có 299. Tại shop em bán 450 chị Kim Suri. Ủa 490 quên. Tại shop em bán 490 và trên live chỉ có 299.000. Chị nào mà coi shop em mua là 490 nha, trên live sale còn 299k. 1437 cho chị Phạm Sơn. À nãy chị Phạm Sơn hỏi em cái đầm này mà em mới thay đúng không? Rồi 53 cân lấy size M cũng được luôn chị Nguyễn Chi. Chị thích mặc ôm không? Chị thích mặc cho nó ôm gọn dáng của mình nè. Thí dụ mà chị thích mặc ôm gọn như vậy ha, chị mặc size M là cũng vừa luôn. Còn chị thích mặc cho nó thoải mái nè, như vậy đó, thích mặc cho rộng rãi thoải mái như vậy ha, thì chị lấy size L tùy theo cái sở thích của mỗi chị khách nữa nha. Tại cái đầm này nó co giãn, nó dễ lắm, chỗ nào vô cũng được. 1m62, 58 cân, tầm size XL chị yêu nha. Ưng cái cổ này hả chị Ngọc Bích? Đó, có những chị thì lại thích những cái cổ nó lại hở hở sâu sâu như vậy nè. Nhưng mà có những chị thì lại thấy là cổ kính á, thì nó lại ok hơn. Cho nên là em về đủ kiểu cho các chị mình luôn, về đủ kiểu đủ loại. Thích cổ nào cũng có cho các chị hết. Rồi em mặc đây. Em mặc đây mã là 1437 nha cả nhà. 1437 cộng số điện thoại cho em. Sale luôn với giá tiền chỉ có là 299.000 đồng nha. 299.000 đồng. Chị Thư Nguyễn thích mặc ôm, vậy thì chị có thể lấy cho em xuống một size luôn ha. Còn không nữa.
Hôm nữa mình đeo thêm cọng tắt lưng cho nó gọn vô nữa luôn, nó đẹp hơn luôn. Rồi chị Tuyền Ngọc lấy màu em mặc 1437 có nè. Chị Quỳnh Anh 1437 49 kg. Dạ ok, có đơn 37 cho chị Thúy Trần, 37 cho chị Phụng Lan luôn. Đầm này của em nha, 1m6 hơn, các chị có thể lên tới 70 cân vừa. Ví dụ như mà chị nào mà 70 cân mà tầm 1m6, 60, 6 mấy á là có thể mặc được size 2X cho em luôn. Kèm túi hai bên nha các chị mình đây, 299 ngàn đồng. Rồi bây giờ em qua mẫu nha, 299k mẫu em đang mang nè, chia sẻ có đơn cho em luôn. Tiếp theo đây sẽ là một em váy hoa, một em hoa nền hồng đi cho nó dễ thương nữ tánh. Đây hồng này của em hình như là em mặc lộn, cái này nó chưa quý phổ không ta. Đây, cái này mới là hồng của em nè. Rồi, để em lên cái váy màu hồng cam cho các chị xem nha. Hồng cam hoa trắng là xinh. 1437 em mặc là vải nhung chị ơi. Đầm em mặc là vải nhung nha. Nhung lạnh, vải mát lắm. Chị nào sợ nóng thì không hề nóng luôn. Nhung vậy em mặc mát lạnh rười rượi luôn á. Mà còn co giãn tốt nữa chứ. Vải ống nữa cơ, nói chung hàng đẹp lắm. Các chị cứ mua thử đi, không đẹp như em quảng cáo lần sau khỏi mua, khỏi lấy tiền các chị luôn, thiệt luôn á. Giao tới nơi mà kêu không đẹp em cũng không lấy tiền luôn. Rồi đây đầm màu màu hường, màu hồng cam á cả nhà. Màu này dễ thương nè, không có bị xến đâu, không có bị xến xúa đâu, nên là các chị yên tâm nha. Cái mẫu rất là dễ mang. Đây là 1452, với em đang mặc mã là 1452 ạ. Em này thì còn cũng còn có mấy cái, hồi trưa em mặc là nó còn khoảng đâu mỗi size chắc 3-4 cái hay sao á. Đâu để em kiểm lại coi. 1452. Rồi tình hình cũng vậy luôn, size có 3 cái à các chị ơi. Tình hình là em còn size size M 10 cái nè, LXL mỗi size 3 nè. 2X thì em còn tương đối hơn ha. Rồi sale luôn 249. 249k cả nhà ơi, dáng đầm xề cho các chị mình tới bắp chân của em đây. Mẫu cao mét 6 mặc váy dài tới bắp chân. Đó, các chị nhớ trừ hao váy cho em, dài ngắn nó khác nhau nữa nha. Không phải ai mà cũng giống nhau đâu, dài ngắn nó còn khác nữa đó. Như em cao mét 6 này mặc tới đây nè. Đó, đẹp xịn sò chưa? Giảm giá luôn còn 249 ngàn đồng. Em này chất liệu là vải von Hàn, 1437 size L, 1437 size L chị Hùng Ân luôn ha. Rồi, ok chị luôn. Cái em mang là 1452 nha. Cái em mang là 1452. Giảm luôn còn 249 á. Để em ghi cái má cho cái giá. Để em ghi cái giá cho mình nha. 249 ngàn đồng. Chị Khách Cửu rồi chị Phước Trương. À lâu lâu các chị comment và em gửi những cái tin nhắn lại cho mình, là em gửi cái gọi là giữ cái lượt tương tác thôi, nên là các chị không cần quan tâm đâu. Nhiều khi mấy chị khách thấy ủa khách quen mua đồ hoài mà nó còn nhắn tin hỏi mình địa chỉ ở đâu, số điện thoại nhiêu. Lâu lâu mấy chị khách cũng hỏi em vậy á. Mấy cái tin nhắn mà dài dài á em gửi cho mình là tin nhắn tự động thôi. Cái chị chấm một cái em cũng trả về một cái tin nhắn để mà lượt tương tác với khách hàng thôi. Không có gì nghiêm trọng hết, cái chị cứ để đó. Khi nào đặt hàng bên em gọi chốt đơn cho mình ha. Rồi đồng này 249 ngàn đồng. Váy dài tới bắp chân của em, chất liệu là vải von Hàn, 250, giá 300 bán còn 249 thôi. 65 kênh đổ về cho em nè. 1452 nha, 249k nha cả nhà. Chị Hoa Anh Đào có số điện thoại nè. Rồi, có chị nào mà đặt hàng nãy giờ quên số điện thoại, bổ sung liền cho em, tại bên em gọi chốt đơn á. Đầm xanh rêu phía sau em đúng không? Rồi đầm vest nha. Xanh rêu này là đầm vest nha. Đây. Xanh rêu đúng không chị? Nè cái trên này em có một cái xanh nữa là xanh cớm. Xanh nó sẽ nhìn nó tươi mát hơn cái mẫu này. Mẫu này nó sẽ sậm hơn chút. Rồi lên xanh rêu cho cả nhà xem nha. 1452 màu hồng chị, em mặc màu hồng cam. Hồng cam dễ thương lắm. Nhẹ nhàng, mặc mát, không có nhăn, không có gì hết trơn á. Mặc rất là thoải mái luôn. Rồi tiếp tục, em sẽ qua cái vest màu xanh rêu nha. Em chào chị Kim Quy nè. Chào các chị yêu đang xem live của shop tối ngày hôm nay nha cả nhà. Sao bị đứng hình rồi ta? Để em coi coi, em ao em vô lại coi. Rồi bây giờ em sẽ qua một cái vest nha. Một em vest màu xanh rêu nữa, chị Nguyễn Nga. 50 mấy ký chị? Hơn 50 là năm mấy? Hơn 50 là 51 hay là 59? Tại vì mỗi một cái cân nặng và cái số đo eo khác nhau là em phải chọn cái size khác nhau rồi nha. Nhớ cho em đầy đủ thông tin em dễ tư vấn hơn nè. Rồi đây vest màu rêu, vest màu rêu là 1439.
299 ngàn thôi. Nay em sale đa số dưới 300 ha, dưới 300 ngàn là nhiều. Dưới 200 cũng nhiều, dưới 100 cũng có luôn. Rồi mã này của em ha, tầm trung thôi 299 ngàn. Và các chị thấy nó nguyên cái đầm vét luôn. So với đầm vét thì giá này là quá rẻ luôn á, 299 ngàn đồng. Em có cho các chị mình là 4 size ha, 65 cân đổ về cho em là vừa nha cả nhà. Chị nào 65 cân đổ lại thì chốt cho em nha. Rồi, em này là có size cho các chị mình nè. Đầm em mặc là 1439 cả nhà ơi, 1439. Rồi, hôm nay em còn, ôi rồi hết size M. Chết rồi hả chưa, em nói với các chị full size mới ghê chứ. Rồi, em hết size M nhà ơi, quên mất tiêu lâu lâu cứ ý cái đầm nó full size không hả. Mã này hết size M nha, em còn size L, XL và 2X. Rồi, shop còn 3 size cho các chị mình là L, XL và 2X, 50-65 cân. Em nói cái đầm nó đẹp mà không chê được điểm nào luôn. Đây, trước, sau, trái, phải, góc nào cũng đẹp. Cái phong nó đẹp. Phong này mấy chị khách em khen quá trời luôn. Sang mà, dáng dài nè các chị coi. May như vải rồi, mà may vét nữa. Đâu phải may kiểu bình thường đâu không. Như cái đầm dây hoặc là một cái đầm tay ngắn cổ tròn thì nó dễ may đi. Còn này là đầm vét. Nguyên cái đầm vét cho các chị mà lên phải chuẩn phong đẹp nha. Đó, chiếc eo cao, che bụng phía dưới nè. Từ đây, bụng dưới mà, bụng ở đây lận. Nó xè che mất tiêu rồi, đâu có lộ bụng đâu. Rồi, trên này đính cúc gỗ trang trí cho các chị mình ha. Tay nè, có hơi xếp ly. Đó, các chị để ý nè, từng cái đường may nè. Là thấy em trau chuốt cho các chị mình không? Đó, từng cái xếp ly trên này luôn. Nói chung hàng nha, may kỹ đẹp. Mấy chị khách bên em, mấy chị làm thợ may mà còn khen luôn á. Thường thợ may rất là kỹ tính ha, mà còn khen đồ nha, may đẹp là cái gì biết rồi. Chào chị Thu Thảo nha. Rồi, đồng này là 299 ngàn đồng. So với giá tiền các chị đi may thì đây rẻ hơn nhiều. Tiền công, tiền vải, các thứ em bảo đảm với các chị. Đi may một cái vest phải đôn lên phải 400-500 ngàn. Nếu các chị phải mua hàng vải đẹp nha. Còn đây cả cái đầm luôn, khỏi cần đi mai chi thời gian, mất thời gian đặt em giao liền thành phố, nay đặt có khi mai có rồi, ở dưới tỉnh cũng mất 2-3 ngày là tới nơi luôn. Đầm có 299 nè, ship em cũng hỗ trợ luôn, thành phố em phụ thu cho các chị hết trơn, tiền ship hỗ trợ hết trơn luôn á. Thành phố em chỉ lấy thêm ship có 20.000 đồng thôi, ở dưới tỉnh là có 30.000 đồng thôi cả nhà, xa cách mấy cũng chỉ lấy có 30. Mà dù cho các chị mình ví dụ như mua nhiều ha, cân ký lên nó nặng, các chị mà đi gửi đồ là biết đúng không, gửi bưu điện á, một gam bao nhiêu tiền mà lên một ký bao nhiêu tiền đúng không. Đây em bán cho các chị mình nè, mua 4-5 cái gì đó em còn miễn ship luôn, em chơi lớn luôn mà. Đơn từ 600 trở lên em re ship cho các chị mình luôn ha, tiền ship khỏi lo nha cả nhà. Rồi đầm này của em sale luôn còn 299, 1439 nha. Chiếc eo váy xè cho mình em có màu nâu tây nè, màu hồng nè, hồi nãy em có mặc cái vest sọc nữa đúng không, đợt này vest em về nhiều. Đây vest sọc đó, cái này là body, có cái body ở đây cũng rất là đẹp, chị là thích body có body vest luôn. Còn em mặc đây là vest dáng xòe nha, chị Lê Thu lấy mã 1439 nè. Rồi chị yêu nào nữa thì đặt liền cho em bên dưới nha, sale luôn với mức giá chỉ có là 299 ngàn đồng thôi, 299 ngàn. Chị Thu Trần lấy 1439 mẫu của em, chị Cherry Phạm có đơn 59 cân hả chị, 59 cân chị lấy cho em size XL, nếu như chị đo eo dưới 78, còn chị đo eo lên 80-82 thì chị lấy 2X là đẹp nha. 299 ngàn đồng, 1439 là mẫu của em. Mặc sơ mi màu da chị coi nha, sơ mi màu da, à 1434. Rồi ok chị luôn, này nó cũng còn 2 size cuối nè. Rồi bây giờ qua mẫu nha. Mẫu mặc đây là 1439 nha, em mặc là 1439. Có size từ 40 cho tới là 65 cân. Chị nào dưới 65 cân thì cứ chốt cho em nha. Ai dưới 65 cân thì cứ chốt cho em ha. Eo 84 đổ về cho em là đẹp nha. Rồi bây giờ tiếp tục. Em qua cho các chị đây một em váy này màu này màu da. Màu này lạ nè. Váy xòe, sơ mi dáng xòe cho mình. Mà hiện tại bây giờ em chỉ còn 2 size thôi. Em chỉ còn size XL với size 2X thôi. Em giảm luôn 199 chứ cũng 300 bình thường. Mà hôm nay 199 ngàn luôn. Màu xanh là vải cô tông lạnh chị nha. Cái màu xanh này là vải cô tông lạnh nha chị. Còn màu da em mang là lụa. Cái vest xanh này là cô tông lạnh. Còn bây giờ em đang mặc là em chuyển qua là cái váy lụa rồi. Đó, cái sơ mi màu da của em là váy lụa nha.
Em có nha các chị, đây hai size cuối cùng XL2X 55-65 cân cho em. Chị nào 55-65 cân đổ về cho em là vừa nha. Ui. Rồi 55-65 cân cho em là vừa nha cả nhà. Giảm luôn ha, 199.000 đồng. Đai sơ mi dán dài cũng dài luôn. Thường em may đầm các chị thấy nó hay dài cỡ này nè, tại nó dễ mang. Cỡ này các chị mình ai mang cũng vừa cũng hợp, còn không thích thì lên like cũng được. Có những cái đầm ngắn sẵn, chị nó thích ngắn sẵn, em có ngắn sẵn luôn nha. Ngắn sẵn để chút em mặc cho mình coi cái váy à. Cái váy này nè. Đây nó vừa ngang ngang gối em nè. Đó, nó ngắn sẵn như vậy cũng có luôn nè. Chút em mặc cho mình xem thử. Còn đầm của em thì nó sẽ dài tới gót chân ha. Đầm em đang mặc là dài tới gót chân nha cả nhà, xe 199.000. Màu xanh em mới mặc qua là 299 chị Mộng Tuyền ơi. Em mới mặc qua là 299.000 đồng chị yêu nha. Còn đây là 199 nè, sơ mi màu da 199.000. Ôi da. Sơ mi màu da 199.000 đồng nha cả nhà. Có size từ 40 cho tới 65 cân ha. 55 tới 65 cân em nhầm, hết M với L rồi. Chị Mộc Trà, chị eo 78, size XL cho em là ok. Rồi, cái váy này chị eo 78 không? Chốt XL là đẹp luôn. Đầm này chị phải mặc mà hết cho em, cảm ơn chị Quốc Tịch. Sắp tới về thêm cái mẫu nữa, màu này. Nhưng mà may kiểu khác, không may kiểu này nữa đâu. Mấy chị khách của em á, sau khi mà mua cái váy này xong, có yêu cầu em may thêm hoa này, vải này, kiểu dáng khác thì có luôn. Khách yêu cầu, may quá em có đợt vải nữa về, em may kiểu khác liền, không có may giống vậy nữa đâu nha. Chuẩn bị mấy ngày sau cái gì thấy em lên một cái kiểu hoa văn như vậy nè, nhưng mà kiểu nó khác hoàn toàn luôn. Thì đợi em mấy hôm nữa đi, ai muốn tham sang hàng mới thì mình đợi em vài hôm nữa. Còn cái mẫu này là hôm nay được giảm giá rất là rẻ luôn, chứ bình thường nó 300-350 lận, hôm nay là 199.000 đồng cho em nè, có túi luôn. Có hai túi hai bên luôn chị Hiền Nguyễn nha, sale còn 199 nè. 55 tới 65 cân mặc vừa cho em. Cái vải này em nói có chị mặc là ghiền luôn, nó mát lạnh hà. Mà nó dễ tên không có nhăn gì luôn á, sale còn 199.000. Chị Phúc Trương 1434 cho em số điện thoại nha. Màu xanh 70kg vừa hả chị? Màu xanh xanh rêu hả chị? Không vừa. Xanh rêu vừa rồi 70kg không vừa chị ơi. 70kg em có mẫu khác nha, em có cái đầm Atasi ngọc trai này nè. Em đang có cái đầm ngọc trai này nè. Cái đầm này của em tới 75 thậm chí 80 cân mặc được luôn nè chị Mộng Tuyền. Chị coi thử coi ưng cái này không. Này thì nó có kim tuyến ha, mấy cái sợi sợi này nè là kim tuyến hết luôn á. Dệt kim tuyến 100% luôn á nha. Chị nào thích kiểu này không? Size to cho mình luôn, kết hợp dây ngọc trai quá sang luôn ha. Em sẽ mặc cho mình coi thử. Thấy rồi chị Quốc Tịch, chưa like mà thấy rồi hả? À, có like quảng cáo đúng không? Có đăng một bài like quảng cáo cỡ tầm 5 phút nhá hàng cho các chị biết là chuẩn bị về cái mẫu đó. Với hình như có đăng hình đúng không? Chứ còn like bán hàng thì em chưa có like. Đầm của em 299.000. Cái này là vải vải lụa chị Kiều My ơi. Em mặc là sơ mi lụa nha. 290, à quên em nhầm, 199. 199.000 đồng các chị yêu ơi. 99. Ủa, chị Lê Thị Đông ơi, chị có nhầm mã nào không? Sơ mi của em là 199.000 chị yêu nha. Coi chừng nhầm mã rồi. Cái sơ mi em mới mặc là 199, không phải 99 chị ơi. Đây, lên cái đầm co giãn nè. Chị nào size lớn hả? Ai size lớn đâu, xem cái này cho em nè. Hoặc giờ chỉ là thích mặc đầm co giãn thôi thì cũng xem cái này cho em luôn. Tại mấy cái khác ít co giãn lắm. Giờ kiếm đầm co giãn hơi bị hiếm luôn á. Đây, may quá em này vừa sang xịn mịn vừa co giãn cao. Đây là mã số 1423. 1423 sale 299 luôn. Báo nhỏ nhỏ trên like nha. Tắt like em chốt 350 liền. Bây giờ thì chỉ có 299 nè nếu có chị đặt trên like. À, thấy hình của em đăng là chị Quốc Tịch. À, em có đợi bên shop có đăng hình lên á, đăng nhá hàng á. Có đăng mấy cái hình mới lên các chị xem thử coi ưng không. Rồi sắp tới là mình sẽ thấy shop live stream là biết hàng về rồi. Giờ là thấy nghĩa thử thôi. Nhà nghĩa thử ha, đặt thì đặt trước cũng được, mình đặt trước thì hàng về em giao trước. Những đơn nào mà các chị đặt từ bây giờ thì về em sẽ giao cho những chị khách đó trước ha. Còn những chị nào đội hàng về thì bắt đầu là em sẽ chốt sau.
Đó, nhưng mà yên tâm đi, hàng về lúc nào cũng sẽ đầy đủ số lượng cho các chị mình, không có thiếu đâu. Chỉ sợ là mình đặt trễ qua 1 tuần thì nó hết thôi. Chứ mới về thì thường là sẽ có cho các chị mình. Chị Julie em mặc, dạ em mặc là Atashi. Atashi ánh kim, mấy cái sợi này là kim tuyến nè. Ở bên ngoài các chị nhìn thấy nó đủ màu luôn á, xanh đỏ tím vàng gì cũng có luôn. Tay hơi le nhẹ cho các chị mình ha, đây tay le nhẹ cho mình nè. Vải nè, co giãn nè. Đó, chất nó co giãn tốt luôn. Một size có thể tăng được 5 kg 7 kg luôn. Riêng cái váy này của em, chị nào 80 cân đổ về, mình cứ chốt đơn đi, 70 cân là dư sức luôn á. Có thể lên tới 75 80 tùy chiều cao luôn nha. Cột dây ngọc trai giống em phía trước cũng được. Cái ngọc trai này mình điều chỉnh được á các chị nè. Mình điều chỉnh nó được có thấy không? Đó, chị chuyển lên xuống đây là được nha. Về nhà thắt cho em một cái nấc ở phía cuối như vậy, em có thắt một cái nấc ở đây nè. Đó, để cho nó không có bị trôi mất cái hàng ngọc trai đi với cả nhà, mình nhớ thắt lại cho em nha. Sale còn 299.000. Sơ mi em mặc cao 1m7, nặng 70 kg, eo 98 hả chị? Không vừa chị Phượng Thi ơi, cái này được nè. Cái em đang mặc thì được chị ơi, mẫu này ok không? Cái mẫu của em thì ok nè. Riêng cái em này thì tới 80 kg mặc được luôn. Chị Phúc Trương 34 cho chị Phúc Trương. Dạ ok à, chị An Trần 34 sơ mi lụa. Em hết size M chị An Trần ơi. Cái sơ mi em mới mặc nó chỉ còn XL với 2X thôi. Nếu mà size M thì em có cái màu trắng này là còn nè. Màu vàng còn nè. Hai cái này cũng hết luôn. Hoặc là màu hoa nhí. Còn cái sơ mi em mới qua có hết trường size của chị. Đầm này của em size to nè cả nhà. Có chị nào size to không? Đây cái dây này thả ra được nè. Đó, dây này là điều chỉnh ngọc trai cho các chị được luôn.